Chào các bạn đến với Việt Devils, kênh YouTube cho cộng đồng fan. Bình thường thì là fan MU Việt Nam, nhưng mà hôm nay thì sẽ là cộng đồng fan Việt Nam. Vì chúng ta vừa kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và Lào, và Việt Nam đã chiến thắng 2-0 ở tại sân vận động Bishan ở Singapore. Thì mình cũng vừa từ đó về và rất là vui vì lâu lắm rồi mới có cảm giác được ra sân xem các cầu thủ thi đấu và tận hưởng cái không khí bóng đá. Tất nhiên là chỉ có 1.000 người được vào sân thôi, trong đấy thì có chắc là trận này thì sẽ chỉ có hơn 800 người vào sân. Và trong đó thì mình nghĩ chắc là có khoảng 700 người thì là cổ động viên Việt Nam. Cho nên là không khí thì nó cũng cuồng nhiệt, nhưng tất nhiên là không thể so với không khí ở Old Trafford như là Hiếu, CK Ray và Chiến Chiêu vừa mới trải qua rồi. Nhưng mà đối với mình thì ở Sinh mà cũng chả đi đâu được thì này cũng là rất vui rồi. Và anh em đồng bào ở bên Sinh, mọi người thấy rất là phấn khởi. Mọi người ra sân và cổ vũ cho các cầu thủ, các đội tuyển rất là vui và rất là náo nhiệt. Nên là mình thấy đây là một cái cơ hội tốt để cho những người Việt Nam ở bên Sinh thì thật sự là thể hiện cái sự ủng hộ và cái tình yêu đối với đội tuyển Việt Nam cũng như là với đất nước Việt Nam nói chung. Tại vì lâu rồi cũng chưa được về nên là cũng không cái cảm giác nhớ nhà với cảm giác xa quê hương thì nó thật sự là nó làm cho cái cảm giác được ra sân xem các cầu thủ Việt Nam thi đấu nó càng cảm thấy là nó đáng trân trọng hơn và một cái trải nghiệm mình nghĩ rất là hay. Thì trận đấu vừa rồi thì nói chung là Việt Nam đã thì nói chung là mình không không muốn nhận xét nhiều vì cũng tại vì ngồi trên sân thật sự là nhìn tên các cầu thủ cũng không không rõ, nhiều khi là người ghi bàn ngồi trên sân xem cầu thủ ghi bàn xong cũng chả rõ là ghi bàn, thậm chí là còn phải Google hay là check live score xem ai ghi bàn đấy, nên là mà cũng không 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 có quay lại, không có chiếu lại được nên là nhìn nhiều pha nó không rõ. Thì nói chung là ngồi thì cũng cố để quay video, thì quay được cái gì thì quay thôi. Nên nói chung mà chỉ tiếc là cái quả đá phạt đền của Văn Thanh và cái pha sút siêu phẩm của Văn Thanh, hai cái quả đấy mà vào thì nói thật là mình tại vì mình ngồi cái góc mà gần bên phía của phía goal của đội Lào ở hiệp 2, tức là cái hướng Việt Nam tấn công, nên là hai cái quả đấy mình quay cực kỳ đẹp, nhưng mà đấy, Văn Thanh đã sút ra ngoài thì mới đau, bỏ lỡ mới đau. Nhưng mà không sao, thì Việt Nam thắng 2-0 thì cũng là vui rồi. Thì khởi đầu mình nghĩ là nhiều người có lẽ là dự đoán một cái tỷ số đậm hơn và một cái kết quả mình mọi người có thể mong muốn là có lợi hơn, kiểu có đậm hơn thắng khoảng 4-5-0 chẳng hạn, nhưng mà mình nghĩ kết quả này cũng là hợp lý thôi, tại vì đội tuyển Lào chơi mình nghĩ cũng khá là tốt, cũng khá là chắc chắn. Và tất nhiên là so với bản thân đội Lào cách đây tầm 9-10 năm thì mình nghĩ là họ tiến bộ rất nhiều, tại vì cách đây tầm từng 9-10 năm thì mỗi lần Việt Nam gặp Lào thì toàn thắng kiểu 4-0, 5-0, 6-0, thậm chí là 7-8-0 có, nên là Lào bây giờ họ tiến bộ rất nhiều thì phải công nhận ở đấy. Và Việt Nam thì cũng không tung đội hình mạnh nhất ra từ đầu, Quang Hải hiệp 2 mới vào sân, rồi Tuấn Anh cũng thế đấy, cho nên là mình nghĩ là kết quả 2-0 này nó cũng là hợp lý thôi, và cũng không có cầu thủ nào bị chấn thương, không có vấn đề gì. Nhưng mà nói về chấn thương thì mình chỉ thấy buồn cười cái ông thủ môn đội Lào thôi, tại vì đá thì đội thì thua mà cứ cầm bóng lâu hơi tí nằm lăn ra sân đấy. Nhưng là ở trên sân thì mọi người xem thì cũng cũng chả phải gọi là bu hay là nói trêu chọc với các cầu thủ thôi, nhưng mà kia thủ môn ấy cứ cầm bóng lâu quá nên là xem nó khá là khó chịu đấy, thì chỉ có mỗi cái đấy thôi. Tức là những lúc ông ấy cầm bóng thì nhiều người ngồi trên khán đài thì cũng bảo là nhanh lên xong rồi, bản thân mình thì cũng 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 giục là nhanh lên xong rồi nói này nói nọ đấy, nhưng mà cũng chả có gì. Chung mà Lào với Việt Nam thì cũng cũng là anh em, chung mà trận đấu nó cũng mang tính chất cũng cũng nói chung là cả hai đều biết điểm biết thân biết phận thôi, thế nên Việt Nam biết là mạnh hơn còn Lào biết là yếu hơn, thì cho nên là đá nên giữ sức thế thôi. Một đội biết là chắc chắn thắng, một đội biết chắc chắn thua, thì nói chung là cái kết quả nó ra Việt Nam thắng Lào tỷ số 2-0 thế là ok rồi, cũng cũng đỡ. Nên nếu mà giả sử Lào mà cái kết quả này mà lại có lợi cho họ mà họ lại cạnh tranh vị trí nhì bảng thì cũng tốt, thì càng càng tốt thôi, không có vấn đề gì. Đấy, thì nói chung là mình không chả dám gọi là nhận xét hay là đánh giá gì về chiến thuật này các thứ cả, thì được ra sân xem các cuộc thi đấu là vui rồi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ gửi đến cho các bạn một vài những hình ảnh mà mình quay được từ cái lúc trước khi vào sân xong rồi trong trận đấu rồi giữa giờ xong rồi mình có quay được một cái pha ghi bàn. Đấy, thì mình cũng sẽ lại lồng lại hết để cho các bạn xem. Rồi thì mời các bạn thưởng thức. Xin cảm ơn. Mãi chạy. She's unaware, so she's unaware.
Number 4, Bùi Thiên Đường. Number 6, and team captain, Luong Xuân Trung. Number 7, Nguyen Phong Hong Duy. Number 10, Nguyen Kong Phuong. Number 13, Ho Tan Tai. Number 14, Nguyen Huang Duc. Number 16, Nguyen Tan Chung. Number 20, Pan Van Duc. And number 22, Nguyen Tien Linh. On the bench for Vietnam today, Bui Tan. For the second half, please welcome back Laos and Vietnam. Number 20, Fun.
Cày. Được đúng cái chỗ đẹp nhất, không đứng ngay đây. Phải xem chứ. Bạn sẽ đúng chỗ. Mày bác khôn. Đóng ở đây. Ôi. Ôi ôi, sao trần bỏng thế? Ủa nó đắt thôi. Ôi dồi. Sốt. Ôi dồi ôi. Thành ơi, trả bàn thắng rồi nào. Ôi, cứ tạt làm gì. Guys.
Rồi. Chăng chăng nãy sút hẳn bây giờ chỉ còn nút tạt thôi. Đừng tạt nữa. Không phải việc. Không biết. Không hiểu sao. Đá thôi. Chậm tại chiến. Rồi. Tạm nào. Ôi. And there will be 3 minutes of added time. Laos 0, Vietnam 2. Rồi quay cái này hay này.